Thưa quý vị, một phụ nữ lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tự xưng là cán bộ hỗ trợ vệ sinh nhà cửa, lừa tiền của người dân. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ đối tượng này để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng là Vũ Thị Hân, sinh năm 1976, trú huyện Vĩ Đức, Hà Nội, làm nghề tiếp thị bán men thông bể phốt, di chuyển trên nhiều địa bàn, từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Hà Nam. Sáng ngày 11 tháng 4, Hân đến địa bàn xã Đại Cương, huyện Kim Bảng và tự xưng là cán bộ làm chính sách hỗ trợ dịch bệnh COVID-19, đến hỗ trợ nhà vệ sinh, nhà tắm cho các gia đình, nhưng mục đích là để lừa đảo. Hân tiếp cận bà Đỗ Thị Thơm, 81 tuổi, đưa ra thông tin gian dối về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tin tưởng, bà Thơm đã đưa cho đối tượng số tiền 4,8 triệu đồng, với hy vọng nhận được số tiền hỗ trợ hai suất có giá trị tổng cộng 7,2 triệu đồng sau khi giao tiền cho hân bà thơm biết mình bị lừa nên đã đến công an xã đại cương để trình báo công an đã điều tra truy xét bắt giữ hân đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội